xoay luôn, tạo diễn đi vô đây. Đúng chưa? Không có né được đâu. Không quay vô. Đây là trò chơi rất bảo hiểm, rất bá đạo. Trò chơi có mang tên là Tỏ tình bất đắc dĩ. Tỏ tình bất đắc dĩ. Chai nước thôi mà tỏ tình bất đắc dĩ rồi. Trò chơi có thể loại như sau. Có nghĩa là chai nước này quay xuống cái đầu mũi tên của chai nước này chỉ cho người nào người đó phải đi đâu đóng chai, đồ đóng chai, đồ đóng chai. Sẽ tỏ tình, tỏ tình bất kỳ người nào ở trên trên kia. Rồi. Bây giờ trò chơi bắt đầu. Đây con giờ... tròn tròn nhau. Test ra, test ra, test thử nha. Bây giờ mình nhắm nháp một lần cho bạn nghe. Nhắm nháp nha, nhắm nha, nhắm nha. Ăn được không? Bây giờ vô trò chơi. Rồi vô. Rồi con người làm mẫu cho bé bây giờ tỏ tình. Vô. Rồi tỏ tình. Không, bây giờ không còn làm mẫu nữa. Tất cả chơi. Rồi. Cầm. Xoay xoay. Đây là mình xoay đúng không? Xoay luôn. Tách ra, tách ra. Anh muốn chơi à. Sơ đồng chị ai là chúng cô là chơi rồi nha. Thằng Lâm rồi nè. Tách ra, tách ra. Đó. Rồi. Ok chưa? Ủa sao Lâm không? Thôi mà. Thôi mà. Oh!
Nhìn thẳng mặt, đừng nhìn camera. I love you.
Bạc. Rồi mua thêm ngay nữa. Ơ, đủ rồi. Nói nhiều vậy. Rồi. Video clip này nè. Ví dụ như tụi con là muốn ra thân thiện với mọi người ấy à. Thích vậy. Nói một cách là trò đùa để khiến mọi người cũng qua lại vui vẻ. Không mang áo rồi, tôi quay với tụi bay với. Không, tụi con về ăn cắt. Cắt hả? Dạ. Mà làm để làm gì? Dạ, tụi con là bên cộng đồng ở dựng nghiệp ở Vũng Tàu. Dạ. Mà có đưa lên mạng không? Dạ thì đưa lên mạng đưa nhưng mà... Quỷ. Quỷ. Để một nội ơi. Cái thích gái này nè. Tiếng gái. Còn bán làm nữa. What the hell? Đang trốn. Mô đi cưng. Cái này là của chế.